không? Với sức khỏe vô biên vô địch, vâng, thì là chúng tôi đã chinh phục được chú chân tinh to lớn khổng lồ. Và tiếp theo là giải thích khán giả thân mến, với chương trình chân tinh. Chương trình biểu diễn nghệ thuật của chúng tôi trong chương trình biểu diễn nghệ thuật tối đêm nay,
xin được chân thành cảm ơn sự hiện diện của toàn thể quý vị khán giả, xin kính chúc toàn thể quý vị khán giả và các bạn các em nhỏ mến yêu. Chúng ta đang về cũng được rất ngủ ngon, gia đình bình an hạnh phúc. Cho phép cả đoàn chúng tôi xin được giơ tay thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình biểu diễn.